and gentlemen, the Savoy Management welcomes you to tonight's special performance. Xuống để giữ chân cho con trai của bạn ha, để bước trên cái con đường mà con bạn chọn, đó là một cái nghề mà tôi nghĩ khó khăn nhất. Và từ bây giờ nếu bé mà chọn cái môn này, nó sẽ trả giá cho một cái sự tập luyện khủng khiếp để có những cái động tác khó như vậy và động tác nguy hiểm luôn. Đứng kế bên tôi mới cảm giác là con tôi giờ nó thở mắt mũi có nhiều lỗ trên mặt thở hết trơn, không còn chỗ nào nói, mặt xanh mang, đâu ra múa xanh mang luôn. Không biết nói gì hơn, mời họ nhà Bụt, ông Bụt Anh, Thanh Bạch. Trong vòng chung kết này, chúng tôi cứ nghĩ là tiết mục sẽ rất là dài, sẽ có quá trình phát triển, rồi bắt đầu chậm chậm, rồi nhanh dần, rồi cao trào về sau. Nhưng không, tất cả đều bắt đầu ở một tốc độ rất là cao. Và để tạo thành một cái bản tổng phổ rất là tuyệt vời. Ở đây, Michael Jackson chưa bao giờ đi cái bước trên không, mà con thì con làm được rồi đó. Phải không? Cái điều thứ hai nữa, khi mà xỏ cái đôi dài và có độ nghiêng như vậy á, thì cái đó phải thiết kế trên sân khấu. Nhưng mà huấn luyện viên của con nó rất thông minh, chỉ cần giữ chân và đứng cái độ nghiêng đó đã làm được rồi. Ở đây cái kỹ thuật mà nhảy múa thì hội nhà Bụt đã chứng kiến từ đầu cái khả năng của con và sự khổ luyện của con. Nhưng ở đây sự thông minh là sự kết hợp với bộ môn ảo thuật, bởi vì mình là siêu nhí tranh tài mà, chứ không phải là mình là cái show để mà thi nhảy. Cho nên những khán giả nhí á, sẽ là cái người ủng hộ cho tiết mục của con rất là nhiều, là bởi vì quá ngoạn mục, quá hay và quá hấp dẫn. Và tiết mục đơn giản, hiệu quả trong đêm chung kết như thế này, con gì bằng. Chúc mừng. Là ông muốn em nhí à? Sự kết hợp của David Copperfield với lại Michael Jackson, hai cái nhân vật này tôi cũng rất là ái mộ. Và bé thể hiện rất là ngoạn mục. Những cái động tác khó đó con làm rất là điêu luyện. Cái nghiêng người của Michael Jackson á, cái kỹ thuật mà ba nuôi con nằm ở dưới để giữ chân con, để con nghiêng qua như vậy. Mọi người cứ tưởng cái đó là đơn giản, dễ, không có dễ đâu. Nghiêng qua nhưng mà cái người vẫn thẳng như vậy, hồi nãy con giữ được cái đó. Chứ nhiều khi nghiêng qua nhưng cũng còn chồng chành đúng không? Nhưng nãy con làm rất là điêu luyện, rất là đáng khen. Và cũng còn một động tác khó đó là
xoay đầu của hip hop mà không cần đội nón. Ba Phi Hải phải cẩn thận cái đó nữa nha. Biết là cháu giỏi đó nhưng mà nên cẩn thận cái chiêu đó. Chú Thanh Bạch nói đúng là Michael đi dưới đất thôi, chứ bây giờ là con là Michael đi trên không luôn rồi. Và rất là dễ thương, đó là sáng tạo mà chú cho là hay đó. À, tôi nghĩ chắc là cô Thanh Hảo là người gần nhất với Vũ Đoàn. Cô nghĩ sao về ngành múa? Thật ra thì về bé Quốc Huy thì vừa xong tiết mục về thật sự ra đối với lại Thanh Thảo là bị hẫng. Tức là đang bị hụt hẫng, là đang mê quá, đang coi say mê, đang thích quá trời luôn á, tự nhiên hết một cái làm cho mình cảm giác bị tiếc nuối. Thực sự là biết rằng đây là một tiết mục đơn giản, rất là hiệu quả và làm cho người ta cuốn hút tới mức mà không có muốn dừng. Cho nên là đây là một cái điều rất là thông minh của các bạn, là không có cần phải làm cho quá dài đủ, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy tiếc. Mà cô cũng là một trong những người tiếc muốn là con thêm cái tiết mục đó nữa. Và trong cái sự phối hợp của Vũ Đoàn như cô Vị Hương nói á, thì thực sự thành công của con là bây giờ có cả thành công của cả các chú, các anh và ba của mình nữa. Cho nên là nhờ có cái sự phối hợp của Vũ Đoàn mà mình mới có cái sự thành công trong tiết mục của mình. Trong đây có hai cái động tác á. Cái động tác đầu tiên là cái động tác gì nghiêng nghiêng á con? Hồi nãy con mới làm á. Cô có coi trong một cái clip nào rồi và cô thích cái động tác đó quá. Lúc mà tự nhiên thấy con làm động tác đó xong rồi cô nói chắc lát nữa phải nhờ con chỉ dặn dẫn lại cho cô cái vụ mà nghiêng nghiêng đó nha. Tại vì Quốc Huy á ốm nhỏ, dạ, Phi Hải đỡ nổi. Rồi xong hồi nãy thấy động tác hai ông buộc của mình khoái động tác đi trên không đó, khó không con? Khó lắm. Không ai bưng nổi đâu Thảo, bớt giỡn lại Thảo ơi. Khó mà cố gắng đúng lo, không con? Tôi lo cho Vũ Đoàn, tôi không biết Vũ Đoàn nào bưng bả trên không. Trời ơi, ba bước, năm bước chắc đây vô sáu cho nước biển. Bên cạnh đây, ngoài chương trình là những tài năng, những siêu nhí tranh tài với nhau, ở đây tôi còn bắt gặp được những cái hình ảnh tình cảm mà tôi nghĩ trong một cái show mà hoặc là trong một cái game show, trong một cái cuộc thi, tự nhiên mình có thêm một cái tình cảm cho một cái show đó. Ví dụ như tôi bắt gặp được cái hình ảnh hai cha con này và mãi và sẽ là ấn tượng với Việt Hương, và tôi nghĩ đó cũng là ấn tượng với khán giả, với một cái người huấn luyện viên cũng như các người ba đỡ đầu và cũng là một người cha nuôi để nuôi các bé, và đây là nghề sinh sống của họ luôn. Quá tình cảm, và đây là một cái kỷ niệm đẹp trong những tất cả các game show Việt Hương thực hiện và có mặt ở đây. Rất là vui, hả không quý vị? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Hay da, phần quan trọng. Và bây giờ xin phép giữ điểm của cô tiên Thanh Thảo lại. Xin mời ông một em, Minh Nhi. Không phải vì áp lực của quý vị khán giả đang ngồi trong khán phòng, mà vì bản thân ông buồn em cũng thấy là rất là xứng đáng là number. Cảm ơn bộ em, tôi rất là căng thẳng. Và ông Bụt Anh, nghệ sĩ Thanh Bạch. Một. Không, năm. Tôi không nghe lời đâu. Đừng có mà dụ dỗ. Đừng có làm áp lực. Tôi có quyền độc lập của tôi. Nè. Sau 11 vòng thi, tôi biết anh Thanh Bạch là nhà toán học rất giỏi. 4 bông lớn, 1 bông nhỏ, 2 cái nụ. Và khi 2 nụ ráp lại có nghĩa là được thêm 1 bông nhỏ, mà 2 bông nhỏ ráp lại sẽ được là 1 bông lớn. Tổng cộng, ông Bụt Anh, nghệ sĩ Thanh Bạch cho